Chào tất cả các em, cô trở lại rồi đây. Điện thoại của cô đã được rồi. Rất xin lỗi các bạn là lúc nãy điện thoại của cô nó bị có vấn đề. Xin chào. Các bạn thấy màn hình của cô đã được chưa? Vừa nãy nó có sự cố đấy. Hình như được rồi nhỉ. Rồi. Các bạn thấy chất lượng thế nào? Có ổn định không? Chào Hà Bảo. Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta vào phần số oxy hóa nhé. Đề số oxy hóa này là của thầy Minh Milin. Ok Hà Bảo nhé. Ngon lành cành đào đúng không? Xin chào Dương Thị Vân Anh. Các em chia sẻ video livestream của cô lên trang cá nhân cùng với các hội nhóm mà các em là thành viên nhé, để các bạn cùng học. Ok Hà Bảo nhá. Chúng ta được 19 bạn rồi. Đợi đến 30 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Các bạn đọc thử số oxy hóa chưa? Có bạn nào chào Phạm Thúy. Hôm nay thầy nhờ cô lên học cùng với các bạn. Hôm nay cô sẽ live stream về phần xác định số oxy hóa nhá. Cho các bạn 2K4. Rồi, 24 bạn rồi. Các bạn chia sẻ video live stream nhá. Để cho các bạn mình cùng học. Xin chào. Hello cả nhà. Hôm nay Halloween, có bạn nào không đi chơi ở nhà xem video của cô không? 2K2 xem được không cô? Xem được chứ? Thoa Vivo em 2K2 à? Hôm nay cô live stream về số oxy hóa nhá. Chào Đặng Hoàng Anh. Hà Bảo 2K2 mấy cái này chưa đến 2 giây. Úi dồi ôi, giỏi quá. Nào các em đã sẵn sàng chưa? Các bạn biết cách xác định số oxy hóa chưa nhỉ? Thoa Vivu. Chào Vân Khánh. Ai chưa biết xác định số oxy hóa thì chấm 1 chấm cho cô xem nhá. Rồi. Nào, chúng ta bắt đầu. Nói về số oxy hóa thì phần này là phần tương đối quan trọng của hóa 10, nó gần như là chiếm trọn toàn bộ cái phần đầu tiên về oxy hóa khử của hóa 10. Phần hóa học 10 gần như là cái phần mà chiếm trọn đến 80%. Chào Trần Hữu Thắng. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Số oxy hóa là gì và cách xác định nó như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần này. Đầu tiên,
nói về số oxy hóa. Cô nhắc lại một số lý thuyết. Nào, thứ nhất định nghĩa. Định nghĩa này. Số oxy hóa là con số gán cho một nguyên tố. Các bạn nhớ nhá. Số oxy hóa gán cho là con số gán cho nguyên tố mà xác định bởi các quy tắc. Xác định bởi 4 quy tắc. Thế thì có 4 quy tắc sách giáo khoa hóa 10 trình bày rất là kỹ lưỡng. Đây. Ở phần hóa trị và số oxy hóa phần 2 lớn các bạn nhìn thấy đây. Đây, quy tắc 1, quy tắc 2, quy tắc 3, quy tắc 4. 4 quy tắc xác định số oxy hóa. Đúng không ạ? 4 quy tắc xác định số oxy hóa này nghe thì rất dài dòng. Nhưng cô sẽ tóm tắt cho các bạn. Ở cái phần đây, chúng ta sẽ có một cái sơ đồ cây như sau. Về số oxy hóa nhá. Bạn nào chưa biết xác định số oxy hóa thì chấm nhẹ cho cô biết nhỉ. Số oxy hóa thứ nhất, người ta chia ra làm 3 ý lớn ở trong số oxy hóa. Ý thứ nhất là chất và ion. Ý thứ hai là người ta quy ước. Và ý thứ ba là cách viết hay là cách trình bày về số oxy hóa. Nào, thứ nhất về chất và ion. Thứ nhất là chất. Chất thì chia thành đơn chất. Đơn chất thì có số oxy hóa bằng 0. Hợp chất. Hợp chất thì có tổng số oxy hóa của các nguyên tố bằng 0. Thứ hai là ion. Ion thì các bạn học ở cái phần liên kết, bài đầu tiên của chương liên kết, thì chia ra làm hai loại ion, đó là ion đơn nguyên tử. Ion đơn nguyên tử. Các bạn biết rồi, ion đơn nguyên tử là ion mà tạo bởi một nguyên tử của một nguyên tố hóa học. Duy nhất một nguyên tử thôi. Vậy thì ion đơn nguyên tử, số oxy hóa của nguyên tử đó bằng điện tích ion. Tiếp theo là ion đa nguyên tử. Thì cũng giống như hợp chất, bạn tương tự này. Đơn nguyên tử thì giống đơn chất, đa nguyên tử thì giống hợp chất. Ion đa nguyên tử có tổng số oxy hóa. Ion đa nguyên tử thì tổng số oxy hóa bằng điện tích ion. Đó, bạn nhìn thấy nó tương tự này. Về chất thì đơn chất bằng 0. Tổng số oxy hóa của các nguyên tố trong hợp chất bằng 0. Đó. Thế thì ion cũng thế. Ion thì nó chỉ khác là ion nó có điện tích thì tổng số oxy hóa phải bằng điện tích. Đó. Bây giờ đến quy ước. Thì ý thứ hai ở trong cái phần số oxy hóa đó là quy ước. Thì người ta quy ước số oxy hóa của hiđro trong hợp chất là bằng dương 1 trừ hiđro kim loại. Trừ hiđro kim loại. Hiđro kim loại ví dụ như là NaH. Ở đây số oxy hóa của hiđro là -1. Nhưng mà các bạn không cần nhớ cái phần này bởi vì nó đã được giảm tải trong hóa. Rồi, đến quy ước thứ hai. Số oxy hóa của oxy trong hợp chất thì bằng -2. Lại trừ một số trường hợp đặc biệt, đây là sai số kỹ thuật đấy. Trừ OF2. OF2. Thì mình cứ nôm na mình hiểu thằng oxy thì có độ điện thấp hơn phlo, cho nên oxy ở đây phải có số oxy hóa là dương.
dương 2. Và trừ peroxid thì thôi, những cái hợp chất này các bạn cũng không cần nhớ nhiều. Nó là cũng là cái phần gần như là giảm tải của hóa 10. Tiếp theo là cách viết số oxy hóa. Thì thứ nhất, số oxy hóa được viết bằng chữ số. Bằng chữ số ở trên đầu nguyên tố. Và cách thức là dấu trước cộng số sau. Đấy, đây cũng viết một số. Đây, NaH đây các bạn nhìn thấy. OF2 đây các bạn nhìn thấy. Đó. Thế thì dùng cái lý thuyết này, các bạn sẽ đi vào từng chất một trong cái đề của thầy Minh nhá. Đây, 80 chất hay thi, hay gặp khi xác định số oxy hóa. Đây, các bạn nhìn thấy. Bạn nào biết xác định số oxy hóa rồi thì nhanh tay comment số oxy hóa của các nguyên tố trong các hợp chất này nhá, cho các bạn cùng biết. Nào, chúng ta để lý thuyết này sang một bên. Bây giờ bắt đầu. Để xác định được số oxy hóa thì chúng ta đi qua các bước như sau. Bước 1 là phải xác định được đây là chất hay ion. Mục đích của cái bước này là để các bạn biết được xem là dùng cái quy tắc nào, hay là nó nằm trong cái phần chất hay là phần ion, chất hoặc ion, để bạn dùng các cái quy tắc này bạn xác định được số oxy hóa của các nguyên tố đó. Sau khi xác định được chất hay ion rồi thì chúng ta chuyển sang bước 2. Bước 2 là bước chúng ta xác định xem là những cái nguyên tố nào thuộc cái phần quy ước, hay nói cách khác cụ thể hơn là các bạn xem là ở trong cái hợp chất hay là ion mà các bạn cần phải kiểm tra đó thì có hiđro hay oxy hay không. Bởi vì quy ước rồi, hiđro oxy ngoài những hợp chất đặc biệt này thì đều là dương 1 và âm 2, tương ứng với hiđro và oxy. Bước 2 là xác định số oxy hóa của nguyên tố mà mình đã biết và số oxy hóa của nguyên tố chưa biết. Và cái nào chưa biết thì mình đặt nó là ẩn, gán cho nó là ẩn x, hoặc bạn có thể đặt là ẩn a b c d tùy ý, vân vân, miễn sao nó là ẩn để bạn tìm nó. Bước 3, sau khi có ẩn số, có số thì chúng ta làm gì? À, chúng ta liên hệ giữa ẩn số và số để chúng ta làm. Nào, liên hệ giữa số và ẩn. Hay nói cách khác là bạn lập được một cái phương trình bậc nhất, bậc hai, hay là hệ hai phương trình hai ẩn hay gì gì đó để chúng ta tìm được cái ẩn đó, hay là tìm được cái số oxy hóa của nguyên tố mà chúng ta cần dùng. Đó, khi đó thì chúng ta hoàn thành luôn cái bài này. Như vậy, áp dụng 3 bước này vào, chúng ta đi vào hợp chất đầu tiên là nước. Nào, nước thì các bạn biết rồi. Trong nước, bước 1 xác định là chất hay ion thì bạn biết nước là, à, nước nó là một hợp chất. Đây, đi vào hợp chất thì tổng số oxy hóa bằng 0. Như vậy trong hợp chất nước tổng số oxy hóa bằng 0. Rất may. Đến bước 2 thì coi như giải quyết xong vấn đề. Xác định số oxy hóa của các nguyên tố đã biết, số oxy hóa chưa biết. Thế thì trong nước bạn nhìn thấy có nguyên tố hiđro, nguyên tố oxy đều là những nguyên tố được quy ước ở trong này. Mà phân tử nước thì lại không phải thuộc những cái phân tử đặc biệt như là hiđro kim loại, như là
OF2 như là peroxit, vân vân. Như vậy ở trong phân tử nước thì oxy âm 2, hiđro dương 1 hoàn toàn có thể giải quyết được. Kiểm tra lại xem là cái quy ước này đúng chưa nhá. Xem tổng số oxy hóa trong nước có bằng 0 không nhá. Nào. Bạn có âm dương 1 là số oxy hóa của hiđro nhân với số nguyên tử của nó là 2 cộng số oxy hóa của oxy là âm 2 nhân với chỉ số của nó là 1. Mình thấy dương 1 nhân 2 là 2. Âm 2 nhân 1 là âm 2. Như vậy dương 2 cộng âm 2 bằng 0. Như vậy quy tắc phù hợp. Như vậy trong nước hiđro dương 1 oxy trừ 2. Được chưa? Rồi. Với những cái phân tử như thế này ấy, thì coi như là quá dễ, chúng ta dùng một nốt nhạc. Và thường thì chẳng ai kiểm tra trong nước là số oxy hóa bao nhiêu cả. Rất là ít, cực kỳ là ít nhá. Thế thì những phân tử khác sẽ như thế nào? Chúng ta tiếp sang cái phân tử HBr. HBr nào. Muốn xác định được những cái phân tử như thế này thì chúng ta lại đi vào 3 bước, 1, 2, 3. Nào, bước 1, xác định HBr là chất hay ion. À, như vậy mình thấy HBr nó là chất nằm trong cái phần hợp chất. Vậy thì hợp chất có tổng số oxy hóa là bằng 0. Được chưa ạ? Rồi, bước 2, mình xác định số oxy hóa của nguyên tố đã biết. Thế thì trong HBr chúng ta biết những nguyên tố nào rồi? À, trong HBr thì người ta quy ước hiđro oxy. Như vậy HBr có H, tức là có quy ước của hiđro. Như vậy mình biết được trong đây có hiđro, số oxy hóa là dương 1. Bây giờ Br mình không có quy ước, như vậy không biết, thì chúng ta chuyển sang cái bước số 3 là liên hệ giữa ẩn số và ẩn số và số. Thế thì mình đặt cái brom là ẩn đây, chưa biết đặt là ẩn, cô coi như là x nhá. Bây giờ dùng cái quy tắc tổng số oxy hóa bằng 0 này, chúng ta liên hệ giữa x và những đại lượng đã biết. Mục đích của cái này là để giải ra x, để giải ra số oxy hóa của brom, để thực hiện yêu cầu của bài toán xác định số oxy hóa của các nguyên tố trong các chất sau. Đúng không? Nào, chúng ta liên hệ nhá. Tổng số oxy hóa của các nguyên tố trong hợp chất thì bằng 0. Nào. Chúng ta có biểu thức như sau. Hiđro dương 1 là số oxy hóa của hiđro nhân với chỉ số của nó là 1 cộng số oxy hóa của brom là x. Các bạn lưu ý, những số oxy hóa cô đưa vào trong ngoặc, bởi vì thứ nhất là số oxy hóa thì có dấu, thứ hai là để phân biệt giữa số oxy hóa và chỉ số cho các bạn nhìn cho nó dễ. Những bạn nào mà làm những cái này trong vòng một nốt nhạc ấy, thì cũng chịu khó xem để cô hướng dẫn cho những bạn chưa biết nhá. Nào, đây, những cái số mà ở trong ngoặc coi như nó là số oxy hóa, còn những số bên ngoài là chỉ số của nó nhá. Nào, quay lại với HBr này. HBr, hiđro số oxy hóa dương 1, các bạn nhìn thấy đây. Chỉ số là 1. Tương tự như thế với brom, số oxy hóa là x cô vừa mới gọi rồi. Nhân với chỉ số là 1. Cái biểu thức này là tổng số oxy hóa bằng 0. Như vậy mình giải ra được x bằng, nào, dương 1 nhân 1 là 1, x nhân 1 là x. Như vậy phương trình này là x gì? Như vậy cái phương trình này sẽ là x cộng 1 bằng 0. Như vậy x bằng mấy? X bằng trừ 1. Đúng không? X bằng trừ 1. Như vậy brom có số oxy hóa
x bằng trừ 1. Như vậy HBr thì hiđro dương 1, brom trừ 1. Như vậy mình xác định được số oxy hóa của brom chưa? Được rồi đúng không? Tương tự như thế, thằng HCl thì tương tự với thằng HBr. Đúng không ạ? HCl, HBr vai trò tương tự nhau, y sệt nhau. Bạn làm nhanh cho cô HCl xem là số oxy hóa của các nguyên tố trong này là gì. Nhá. Nhanh tay comment đáp án. Ô, cái phần này rất quan trọng nhá. Chào Tình, chào Nguyễn Anh Ninh. Đây. Được rồi, vậy tương tự như thế, xác định nhanh HCl. Nào. HCl hiđro dương 1, clo x. Mình biểu diễn biểu thức. Dương 1 là số oxy hóa nhân chỉ số là 1. Cộng x là số oxy hóa nhân 1 là chỉ số tổng bằng 0. Nào mình lại tính nhá. Dương 1 nhân 1 bằng 1. X nhân 1 là x bằng 0. Như vậy mình ra x bằng trừ 1. Giống không? Giống y hệt với HBr. Như vậy ở đây clo trừ 1 hiđro cộng 1. Xong. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Nào đến HClO. Nào có viết ra đây. HClO. HClO thì bạn làm nhanh cho cô xem là HClO trong đây có những nguyên tố nào nhá. Bạn làm xong chưa? Nhanh tay comment nào, bạn nào đang xem thì comment cho cô nào. Được chưa? À, tiếp tục nào. Cũng lại tuân thủ các bước. Bước 1, xác định chất hay ion. HClO là chất. Cụ thể hơn nó là hợp chất. Tổng số oxy hóa bằng 0. Nào. Bằng 0. Xác định những chất nào đã biết, những nguyên tố nào đã biết, những nguyên tố nào chưa biết. Nào. Ở đây hiđro biết rồi, cộng 1. Clo à, oxy biết rồi, trừ 2. Chỉ có clo chưa biết. Chúng ta gọi là x. Được chưa? Nào bây giờ thì chúng ta biểu thị nhá, biểu diễn nhá. Dương 1 là số oxy hóa. Nhân 1 là chỉ số. Cộng x là số oxy hóa của clo. Nhân 1 là chỉ số của clo. Cộng âm 2 là số oxy hóa của oxy. Nhân 1 là chỉ số của nó. Tổng các cái đại lượng này thì bằng 0. Đây, phương trình một ẩn đối với x. Bài toán tìm x của học sinh lớp 3. Nào, dương 1 nhân 1 là 1. Cộng x nhân 1 là x. Cộng âm 2 nhân 1 à, trừ 2 bằng 0. X trừ 1 bằng 0. X bằng 1. Hay là dương 1. X bằng dương 1, tức là trong HClO, oxy âm 2, hiđro dương 1 và clo dương 1. Đấy, mình vừa mới tính được đây. Dương 1. Dễ không? Dễ không? Số oxy hóa rất dễ. Các bạn làm xong chưa? Chắc hôm nay đi chơi Halloween nhiều rồi nhỉ? Chào Tinh.
Nào, tiếp tục. Chúng ta sang H2SO4 nhá. Nào, H2SO4. Cũng lại 3 bước. Bước 1, bước 2, bước 3. H2SO4. Cụ thể H2SO4 là hợp chất. Như vậy nó là tổng số oxy hóa bằng 0. Bây giờ bước 2 là xác định các nguyên tố đã biết. Thì bây giờ mình nhớ rồi, các nguyên tố đã biết chỉ có hydro oxy. Cứ nhìn hydro oxy thì chúng ta điền vào. Nào, hydro dương 1, oxy âm 2. Đúng chưa? Như vậy nguyên tố lưu huỳnh chưa biết, chúng ta đặt là x. Nào, bây giờ biểu diễn mối liên hệ nhá. Dương 1 là số oxy hóa của hydro, nhân với chỉ số của nó là 2. Đây. Cộng số oxy hóa của lưu huỳnh là x, nhân với chỉ số của nó là 1. Cộng với số oxy hóa của oxy là âm 2, nhân với chỉ số của nó là 4. Tổng các cái này bằng 0. Đó. Một phương trình một ẩn đối với x, chúng ta lại giải giống như bài bên kia. Nào, dương 1 nhân 2 là 2, x nhân 1 là x, âm 2 nhân 4 là âm 8 bằng 0. Như vậy mình ra được x gì bằng 2 trừ 8 bằng trừ 6, x trừ 6 bằng 0, x bằng cộng 6. Như vậy trong H2SO4 lưu huỳnh dương 6, oxy âm 2, hydro dương 1. Đấy. Biểu thức dương 1 nhân 2 cộng dương 6 nhân 1 cộng âm 2 nhân 4. Đấy, cái này đúng là bằng 0. Chúng ta thử lại xem đúng không. Nào, chúng ta xác định được số oxy hóa của nguyên tố đấy đúng hay là sai. Tiếp. Các bạn có thấy cô nói nhanh quá không? Nếu thấy nhanh quá mà không theo kịp thì bạn comment để cô điều chỉnh lại tốc độ nhá. Thực ra đối với những cái bạn mà cảm thấy cái phần này dễ thì nhìn phát là biết ngay luôn. Bởi vì nó cũng chỉ là những cái phép tính đơn giản thôi đúng không? Quan trọng là chúng ta hiểu được bản chất. Nào, tiếp tục nào. Đến gì đây? À, H2SO3. Nào, cô lại viết ra đây. H2SO3. Như vậy chúng ta cũng thấy đây là hợp chất và tổng số oxy hóa bằng 0. Và xác định nào, chỗ nào có hydro oxy chúng ta điền vào. Đến đây nhớ rồi, hydro dương 1, oxy âm 2. Lưu huỳnh chưa biết, đặt là x. Bây giờ chúng ta bắt đầu biểu diễn nhá. Nào, dương 1 là số oxy hóa của hydro, nhân 2 là chỉ số của nó. Các bạn lưu ý những cái số cô để trong ngoặc ấy, số hoặc là ẩn trong ngoặc nó chính là số oxy hóa, còn những đại lượng bên ngoài nó là chỉ số. Cộng số oxy hóa của lưu huỳnh là x, nhân với số, chỉ số của lưu huỳnh là 1. Cộng số oxy hóa của oxy là âm 2, chỉ số của nó là 3. Tổng cái này bằng 0. Đó. Bây giờ mình giải phương trình này. Nào, dương 1 nhân 2 bằng 2, x nhân 1 bằng x, âm 2 nhân 3 bằng âm 6. Nào,
2 trừ 6 bằng trừ 4, x trừ 4 bằng 0. Như vậy mình có x bằng cộng 4. Đó, như vậy trong H2SO3, oxy trừ 2, hiđro cộng 1 và lưu huỳnh dương 4. Sau này khi chúng ta làm nhiều rồi, làm quen rồi thì nhìn vào những cái phản ứng oxy hóa khử, hay là nhìn vào chất trước phản ứng, chất sau phản ứng, hay là chỉ cần nhìn vào chất là bạn biết ngay số oxy hóa của những nguyên tố. Hay là khi nào mà làm đến độ thượng thừa rồi thì chúng ta sẽ chỉ cần nhìn và biết ngay là số oxy hóa nào thì thay đổi, chất nào thay đổi, chất nào không. Nhưng đương nhiên để đến được những trình độ thượng thừa thì chúng ta phải có những cái trình độ căn bản. Nào, tiếp tục luyện đến NaCl. Các bạn cứ làm nhiều những cái này thì sẽ nhớ. Đây là cách luyện để nhớ, cách luyện nhớ những cái giá trị số oxy hóa này. Ngày xưa cô cũng phải làm thật nhiều, làm thật nhiều. Thậm chí là mình cứ gặp cái hợp chất ở đâu, trong sách giáo khoa, trong sách bài tập, hay là bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu mà cứ nhìn thấy có đơn chất hợp chất ion thì chúng ta bắt đầu xác định số oxy hóa. Và như thế thì sẽ quen được với cách xác định số oxy hóa là thứ nhất. Kỹ năng xác định số oxy hóa thành thạo là thứ hai. Và mình làm nhanh ý, được số oxy hóa là 3. Bởi vì những cái chất hay gặp ý, thì nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và thường thì chúng ta sẽ thấy được những cái chất đấy nó sẽ giống toàn bộ. Tiếp nào, NaCl. Mình sang HNO3 đi. Tiếp tục là HNO3. Nào, cô viết ra đây. HNO3. Đây, HNO3 các bạn lại biết nó là hợp chất tổng số oxy hóa bằng 0. Bây giờ đại hiđro oxy bạn đặt vào này. Hiđro dương 1, oxy âm 2. Như vậy nitơ chưa biết, chúng ta đặt là x. Rồi. Nào, biểu diễn biểu thức. Cộng 1 là số oxy hóa của hiđro, nhân 1 là chỉ số của nó. Cộng x là số oxy hóa của nitơ, nhân 1 là chỉ số của nó. Cộng âm 2 là số oxy hóa của oxy, nhân với chỉ số của nó là 3. Tổng cái này bằng 0. Bây giờ chúng ta giải cái phương trình này. 1 nhân 1, dương 1 nhân 1 bằng 1. X nhân 1 bằng x. Âm 2 nhân 3 bằng âm 6. Như vậy tổng bằng 0. Như vậy mình có -1 trừ 6 bằng trừ 5, x thì trừ 5 bằng 0. Như vậy mình có được x bằng dương 5. Đó, như vậy trong HNO3, oxy trừ 2, hiđro cộng 1 và nitơ dương 5. Đấy, các bạn nhìn thấy này, đúng quy ước. Viết số oxy hóa nhá. Số oxy hóa được viết bằng số trên đầu nguyên tố và dấu trước số sau. Những cái này rất quan trọng để sau này bạn phân biệt giữa số oxy hóa và điện tích của ion. Điện tích thì số đằng trước, dấu đằng sau. Nhưng số oxy hóa thì dấu đằng trước và số đằng sau. Tiếp nào, HClO2 nhá. HClO2. Rồi, HClO2 vẫn là hợp chất tổng số oxy hóa bằng 0. Đấy, bây giờ hiđro oxy đặt vào này. Hiđro dương 1, oxy âm 2. Đấy, các bạn nhớ chưa? Hiđro dương 1, oxy âm 2. Cái này phải găm vào đầu nhá, để sau này gặp oxy hóa nào chúng ta cũng làm như thế. Nhưng mà chỉ trong hợp chất thôi nhá. Trong đơn chất thì vẫn phải tuân thủ hiđro oxy đều có số oxy hóa bằng 0 nhá. Nếu như trong đơn chất O2 thì oxy số oxy hóa bằng 0, H2 thì hiđro số oxy hóa bằng 0.
chứ không phải âm 1 dương 2, xin lỗi, dương 1 âm 2 như là trong hợp chất nữa. Nhớ nhá. Hiro dương 1, oxy âm 2 nào, chúng ta chưa biết clo, chúng ta đặt là X nhá. Rồi, nào. Đặt ẩn, giải ẩn nào. Dương 1 là số oxy hóa của hiro nhân với chỉ số của nó là 1. Số oxy hóa của clo là X. X trong ngoặc nhân chỉ số của nó là 1 cộng trừ 2 là số oxy hóa của oxy nhân mô với 2 là chỉ số của nó, tổng cái này bằng 0. Đó, phương trình một ẩn chúng ta lại có này. Dương 1 nhân 1 bằng 1. X nhân 1 bằng X. Âm 2 nhân 2 bằng âm 4. Tổng cái này bằng 0. Như vậy chúng ta ra được 1 trừ 4 bằng trừ 3. X gì trừ 3 bằng 0. Ta có X gì bằng cộng 3. Bạn nhớ nhá, kể cả nó là số dương bạn cũng phải có dấu dương ở đằng trước. Bởi vì số oxy hóa thì cái quy ước là dấu trước số sau, bắt buộc phải có phần dấu nhá. Như vậy trong HClO2 mình vừa tính được oxy âm 2, hiro dương 1 và clo là dương giả. Tiếp theo H2S. H2S chúng ta lại có tổng số oxy hóa của nó bằng 0. Bởi vì sao? Bởi vì nó là hợp chất. Nào, lại xác định hiro oxy. Hiro âm 1, xin lỗi, hiro dương 1, oxy âm 2. Nào, hiro dương 1, oxy âm 2. Đây, trong này có hiro và lưu huỳnh. Hiro dương 1. Lưu huỳnh chưa biết bởi vì nó không phải oxy. Oxy thì mới được gán là âm 2. Hoàn toàn số oxy hóa là quy ước. Rồi, bạn ra chưa? Lưu huỳnh số oxy hóa bao nhiêu? Nào, chúng ta đặt ẩn rồi thì bây giờ chúng ta biểu diễn nhá. Dương 1 là số oxy hóa của hiro nhân 2 là chỉ số của nó cộng lưu huỳnh là X. Chưa biết. X nhân 1 bằng 0. Như vậy mình có 2 cộng X bằng 0 và X bằng trừ 2. Rồi, như vậy trong H2S lưu huỳnh trừ 2, hiro dương 1. Đó. Các bạn thấy có khó không? Các em nhớ chia sẻ về tường của mình nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân cũng như trong các hội nhóm mà các em là thành viên để cho các bạn cùng học với các em. Tiếp tục nào, chúng ta đến H3PO4. Nào, H3PO4. Cô viết chỗ này nhá. H3PO4 chúng ta có tổng số oxy hóa bằng 0 bởi vì nó có là hợp chất. Rồi. Oxy trừ 2, hiro dương 1. Nào, chúng ta có biểu thức này. Cái này là X nhá. Dương 1 nhân 3 cộng X nhân 1 cộng âm 2 nhân 4 bằng 0. Như vậy mình giải ra được X gì bằng.
cộng với âm 8, tức là 3 trừ 8 thì bằng 5. Như vậy x bằng dương 5. Rồi, như vậy H3PO4 oxy âm 2, hiđro dương 1 và phosphor là dương 5. Rồi, đến Na2O nhá. Nào, Na2O. Chúng ta lại thấy tổng số oxy hóa trong Na2O cũng bằng 0. Là do cái gì? Là do Na2O nó là hợp chất. Nào, chúng ta lại đặt ẩn oxy âm 2 mình biết chắc chắn rồi. Chứ natri chưa biết. Nào, natri chưa biết, ta đặt là x. X nhân với số chỉ số là 2. Nào, x trong ngoặc để phân biệt nó là số oxy hóa. Cộng oxy âm 2 nhân 1 tổng bằng 0. Như vậy x bằng dương 1. Đây này, 2 chuyển về sang là trừ 2 chuyển về sang là 2, 2 chia 2 bằng 1. Như vậy nó là dương 1, natri cộng 1. Bạn để ý cái thằng này tương tự như thằng nước nhé. Thằng nước H2O này. Đây, bạn nhìn thằng nước H2O thì thằng Na2O. Như vậy, cái thằng hiđro tương tự như thằng natri. Và khi đấy người ta làm rất nhiều những nguyên tố của nhóm 1, A, 2, A, 3, A khác, thì người ta thấy rằng, đưa ra một cái chú ý. Vậy trong phần số oxy hóa, chúng ta lại phải đưa ra trong cái phần quy ước thì lại thêm một cái phần chú ý. Đó là trong hợp chất thì số oxy hóa của kim loại nhóm 1, 2, 1A, 2A thì thường là dương 1 và dương 2 trong các hợp chất tương ứng. Nhóm 1 thì là dương 1, nhóm 2 thì là dương 2. Qua rất nhiều các cái nguyên tố, các cái hợp chất như thế này, bạn nhìn này, vai trò nó rất giống thằng hiđro. Natri thì rất giống hiđro. Đây, Ca2O bạn nhìn. Xin lỗi, CaO bạn nhìn. Oxy âm 2 thì canxi dương 2. Đó. Qua rất nhiều các hợp chất như thế này thì người ta khái quát thành cái chú ý trong các hợp chất thì số oxy hóa nhóm 1A, 2A, thậm chí là 3A giống như thằng nhôm ấy, thì nó tương ứng là dương 1, dương 2 và dương 3. Sau này với những hợp chất khác, bạn cứ áp dụng như thế cho cô, bởi vì nó gần như là đúng. Nhớ nhá, nó phải là hợp chất. Đương nhiên đơn chất, nếu như đơn chất là kim loại natri, nếu chỉ là kim loại natri đứng một mình như thế này thì đương nhiên nó là đơn chất thì số oxy hóa phải bằng 0. Đơn chất số oxy hóa bằng 0. Cũng giống như là oxy hiđro vừa nãy cô vừa nhấn mạnh với các bạn rồi. Oxy đơn chất số oxy hóa bằng 0. Hiđro đơn chất số oxy hóa bằng 0. Đấy, tương tự như thế các kim loại. Nó khác với hợp chất nhá, cô vẫn nhấn mạnh đơn chất và hợp chất đây. Trong hợp chất, trong hợp chất và trong hợp chất. Đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Dùng những cái quy ước đấy thì chúng ta sẽ sang phân tử tiếp theo là phân tử NaCl. Nào. NaCl là đơn chất. À xin lỗi, NaCl là hợp chất. Như vậy, tổng số oxy hóa của nó bằng 0. Nào. Trong quy ước có thêm một chú ý, natri ở là kim loại nhóm 1A. Như vậy quy ước gán cho nó số oxy hóa là cộng 1. Còn clo chưa biết. Chúng ta lại đặt là x, mình lại có dương 1 nhân 1 là chỉ số cộng x là số oxy hóa nhân 1 là chỉ số bằng 0. Như vậy ta có x bằng âm 1. Như vậy clo trừ 1. Rất dễ những hợp chất hai nguyên tố như này. Nhìn cái biết ngay. Thằng này dương 1, muốn bằng 0 thì thằng này phải âm 1. Thế thôi. Đúng không? Giống như thằng CaO này này. Thằng này dương 2 thì thằng này phải bằng âm 2. Không tin chúng ta thử nhé. Dương 2
là số oxy hóa nhân chỉ số của nó là 1 cộng âm 2 là số oxy hóa nhân chỉ số của nó là 1. Bằng 0 chưa? Bằng 0 rồi. Như vậy đúng chưa? Quá đúng rồi chứ nhỉ. Nào. Tiếp tục nào. Đến NaNO3. NaNO3. Tổng số oxy hóa bằng mấy? Bằng mấy? À, cái này bằng 0. Bởi vì sao? Bởi vì đây là hợp chất. Tổng số oxy hóa của các nguyên tố trong hợp chất bằng 0. Đấy, bằng 0. Rồi. Bây giờ chúng ta xem quy ước có những gì nào. Quy ước thì bây giờ mình có thêm một cái nhóm 1A2A rồi đúng không? Ở đây mình có natri nhóm 1A này, dương 1, oxy âm 2. Vậy các chưa biết là thằng nitơ nào, nitơ là x nhá. Cộng 1 nhân 1 là chỉ số, cộng x, x là số oxy hóa, nhân 1 là chỉ số, cộng oxy âm 2 nhân số chỉ số 3 bằng 0. Như vậy mình giải x bằng 1 trừ 6 là trừ 5. Như vậy x bằng cộng 5. Bởi vì phải chuyển vế sang, đúng chưa? Như vậy chỗ này natri nitơ dương 5. Để bạn nhìn thấy nitơ trong NO3 trừ hay là trong NaNO3 thì có giống nitơ trong HNO3 không? Giống nitơ trong HNO3 không? Nitơ trong HNO3 dương 5. Đó, mình làm mình phải để ý nhá. Tiếp tục. Đến cái thằng NO3 khác, nó có giống như thằng NO3 bên trên hay không? Thì chúng ta lại xem. KNO3. Nào, tổng số oxy hóa trong KNO3 bằng 0. Tổng số oxy hóa trong KNO3 bằng 0. Nào, bây giờ chúng ta lại xem. Bởi vì nó là hợp chất đúng không? Thì hợp chất thì đương nhiên tổng số oxy hóa phải bằng bằng 0. Chắc chắn rồi. Nào. Những cái gì đã biết, những cái gì chưa biết thì chúng ta đặt vào nào. Oxy âm 2 đã biết. Kali nhóm 1. Dương 1. Nitơ chưa biết. Nó là ẩn x. Nào, dương 1 nhân 1 là chỉ số, cộng x là số oxy hóa, nhân 1 là chỉ số. Đây, 1 đây. Cứ người ta không ghi gì thì là 1, đúng không? Tiếp. Cộng âm 2 là oxy, nhân với 3 là chỉ số, bằng 0. Như vậy mình giải được x bằng mấy? Dương 1 trừ 3 là, xin lỗi, dương 1 trừ 6 là trừ 5. X trừ 5 bằng 0. Như vậy x bằng cộng 5. Như vậy nitơ cũng là dương 5. Đấy, bạn thấy chưa? Đúng không? Ừ. Đúng chưa? Tiếp tục nào. Các bạn làm nhanh được chưa? Làm nhanh, làm nhanh. Các cái này phải tốc độ dần lên, tốc độ dần lên. Bởi vì nó dễ mà, đúng không? Các em chú ý nhớ chia sẻ về trang cá nhân của mình nhá, để cho các bạn cùng học với mình. Rồi, tiếp tục đến Na2SO4. À đây, chúng ta đến CaNO3 hai lần đi. CaNO3 hai lần để xem cái thằng NO3 đấy nitơ có như thế không nhá. CaNO3 hai lần. Chúng ta thấy toàn bộ thằng này có tổng số oxy hóa bằng 0 bởi vì nó là hợp chất. Nào. Oxy âm 2. Canxi nhóm 2 là dương 2. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta đặt dương 2 là số oxy hóa của canxi nhân chỉ số là 1. Cộng nitơ ở đây bạn phải để ý này.
hai lần nitơ cho nên có hai nguyên tố nitơ. X nhân 2. Oxy 2 nhân 3 phải là 6. Âm 2 nhân 6. Cái tổng này bằng 0 nào. 2 này cộng x này trừ cộng 2x trừ 12 bằng 0. Như vậy mình có 2x trừ 10 bằng 0. Như vậy là x bằng dương 5. Đấy, như vậy trong CaNO3 hai lần thằng này trừ 2 này, thằng này cộng 1, à xin lỗi cộng 2 này thì thằng này cộng 5. Vậy bạn thấy giống chưa nào? NO3 trừ. Như vậy trong H2O3 cũng như trong muối NO3 nitơ đều dương 5. Sau này bạn làm những cái khác giống như H2SO4 chẳng hạn thì trong Na2SO4 trong muối sunfat cũng sẽ như thế. Đấy là cái cách bạn làm rồi bạn phải nhớ được hay để ý. Được chưa? Tiếp tục nhá. Canxi clorua CaCl2. Tổng số oxy hóa của nó bằng 0 bởi vì nó là hợp chất. Canxi nhóm 2, số oxy hóa dương 2. Clo chưa biết, mình có này. Dương 2. Số oxy hóa nhân 1 cộng clo là x nhân 2 bằng 0. Như vậy mình giải nhanh được x bằng trừ 1. Đây, chuyển với 2 sang là âm 2, âm 2 chia 2 là âm 1. Âm 1. Đó. Đó, bạn thấy NaCl NaCl clo trừ 1, HCl clo trừ 1. Bây giờ đến CaCl2 clo cũng vẫn là trừ 1. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Đến Na2SO4 nha. Tổng số oxy hóa của Na2SO4 cũng bằng 0 do nó là hợp chất. Natri nhóm 1 cộng 1. Oxy nhỏ âm 2. Vậy còn lưu huỳnh chưa biết, chúng ta tiếp này. Dương 1 nhân 2 cộng lưu huỳnh là x nhân 1 cộng trừ 2 nhân 4. Cái này bằng 0, như vậy mình giải ra được x bằng dương 6. Đó, những cái này bạn phải giải nhanh bởi vì những cái phương trình này nó là phương trình. Phương trình này nó là những cái phương trình bậc nhất với x, nó gọi là bài toán tìm x rất là bình thường. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sang ở đây Na2SO4 này, Na2SO4 giống nhau. Ca2SO4 đi. Xem nó có giống với Na2SO4 không nhá. Nào, Ca2SO4. Tổng số oxy hóa cũng bằng 0. Đúng không? Nào. Canxi nhóm 2 cộng 2, oxy âm 2. Lưu huỳnh chưa biết nha. Cộng 2 nhân 1 cộng x nhân 1 cộng âm 2 nhân 4. Cái này bằng 0, như vậy x bằng bằng mấy? Nào. Rồi, x bằng dương 6. Lưu huỳnh dương 6. Đó. Bạn thấy không? Ca2SO4 lưu huỳnh dương 6. H2SO4 lưu huỳnh dương 6. Na2SO4 lưu huỳnh cũng dương 6. Đấy, chúng ta thấy có những sự giống nhau không? Sau này nhìn cái biết này. Rồi, nên là coi như là buổi học hôm nay của chúng ta đến đây thôi. Các bạn về nhà làm thêm những cái chất như này nhá. Làm càng nhiều thì sẽ càng kỹ năng nó sẽ càng cao. Càng nhanh thì cần lướt qua là chúng ta đã biết được đâu là số oxy hóa như thế nào, bao nhiêu. Rồi, chào tất cả các em. Chúng hẹn gặp lại các em vào thứ năm tuần sau nhé. Cô sẽ lại tiếp tục phần số oxy hóa này cho chúng ta. Bạn nào chưa biết thì có thể inbox trực tiếp vào fanpage của thầy hoặc gặp ngay Facebook của cô là cô Ngọc Hóa. Cô sẽ giải đáp cho các bạn.
Chào tất cả em.